Có khi nào bạn nghe nói về hoa hồng đen chưa? Bạn biết gì về hoa hồng đen và ý nghĩa của nó? Người ta nói hoa hồng đen có tới hai ý nghĩa, đó là tình yêu đã chết và tình yêu bất diệt. Bạn hãy nghe câu chuyện sau đây về hoa hồng đen để hiểu thêm ý nghĩa của nó. Ngày xưa ở vùng đất thánh xa xôi, nơi sinh sống của các vị thần tiên, tồn tại một câu chuyện tình đầy nước mắt. Chuyện kể rằng trong nơi xa xôi tận cùng của vùng đất có vị thần Elacos, nữ thần của bóng tối. Nàng là người sống một mình cô đơn trong màu đen của bóng đêm. Vào một ngày nọ, trong lúc du ngoạn, thần Apollo, thần ánh sáng, đã tình cờ gặp được Elacos. Chàng đã yêu ngay sự trầm lặng và cô độc của nàng. Chàng quyết tâm thay đổi con tim tăm tối của thần Elacos. Thần Apollo từng ghé thăm nàng trong tư cách một vị tiên, rồi ngày qua đi, ánh sáng của thần Apollo đã chuyển sang nàng, cảm hóa được nàng. Nhưng bóng tối và ánh sáng là hai thứ đối lập nên cả hai không thể hòa hợp. Nàng vô cùng đau khổ vì nàng đã yêu thần ánh sáng mất rồi, và tình yêu này lại là tình yêu đầu tiên của nữ thần Elacos. Và đi theo tiếng gọi của tình yêu, thần Apollo phải vượt qua khu rừng của tội ác, con suối của lòng thù hận, để tiến đến ngọn núi của yêu thương, lấy hoa hồng bất tận, một loại hoa màu đỏ chói. Trước khi đi, thần Apollo trao cho nàng một bông hồng màu trắng rồi nói: "Lần này ta đi không biết bao giờ trở lại, nàng hãy giữ bông hoa này và chờ ta trở về. Bông hoa màu trắng này sẽ là ánh sáng cho nàng khi vắng ta bên cạnh. Nàng hãy giữ kỹ bông hoa này, chờ ngày ta mang hoa màu đỏ về." Vị thần Elacos rưng rưng nước mắt, đưa tiễn thần Apollo lên đường. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, rồi một năm, thời gian cứ trôi mãi. Thần Elacos vẫn cứ ngồi ngắm những bông hoa, vừa nhớ đến thần ánh sáng. Rồi vào một buổi sáng đẹp trời, khi đang ngồi ngắm cảnh hoa trắng thì thần gió ghé thăm. Biết thần gió là người chu du nhiều nơi nên hằng nàng hỏi tin tức thần Apollo. Thần gió kể cho nàng nghe về việc gặp thần ánh sáng đang vui đùa bên nữ thần sắc đẹp. Thần Elacos không tin vào tai mình nữa, nước bắt nàng giàn giụa. Ngày hôm sau, nàng lên đường đi tìm thần Apollo. Nàng đi khắp nơi và tìm kiếm, và cuối cùng nàng đã dừng lại trước một khu vườn hoa hồng màu đỏ, vùng đất của nữ thần sắc đẹp. Thần Elacos không tin vào mắt mình được nữa. Thần ánh sáng đang vui đùa bên thần sắc đẹp Aparodit. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng quay bỏ ra đi. Thần Apollo trông thấy và đuổi theo: "Nàng hãy thứ lỗi cho ta, trong thời gian ta ra đi đã vô cùng nhớ nàng, và nữ thần Aparodit đã cùng ta chia sẻ và đã vượt qua, ta thành thật xin lỗi nàng." Nữ thần Elacos dường như không còn nghe thấy gì nữa. Bông hoa hồng trắng nàng cầm trên tay bỗng nhuộm đỏ một màu xám. Xung quanh nàng một vùng tối đen kịt phủ vây, rồi lan sang cả thần ánh sáng. Thần ánh sáng biến mất dần vào trong bóng tối, sau đó làm khói đen tan dần. Thần Apollo tan biến mất, và bông hoa trên tay thần Elacos cũng chuyển sang một màu đen kỳ bí. Thần Elacos về vùng đất của mình, sống mãi trong vùng tăm tối, trong màu đen của chết chóc, và không bao giờ yêu bất cứ ai nữa. Hoa hồng đen, một loài hoa mang một sắc màu bí ẩn và thần thoại. Nó không rực rỡ và nổi bật như những loài hoa khác. Hoa hồng đen không tồn ồn ào khi xuất hiện. Loài hoa này còn tượng trưng cho một sự cô đơn và lạnh lùng.